Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, Cha từ ái của loài người chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về trong ngày thánh nhật này. Chúa đã biệt riêng chúng con ra khỏi tất cả mọi công việc của xác thịt để giờ này chúng con được ngồi dưới bệ chân của Ngài. Và Thánh Linh của Ngài sẽ dẫn dắt chúng con vào trong những lẽ thật mầu nhiệm của lời Ngài. Là những sự giấu kín từ cái đời thượng cổ mà ngày hôm nay trong danh của Đức Chúa Jesus Christ con một Ngài mà chúng con được ngồi và nghe được lời giảng dạy của chính Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban lẽ thật của Ngài cho chúng con. Và nhờ đó mà tâm linh chúng con được tái sanh, có sức lực làm theo mệnh lệnh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng con từ trước sang thế để ngày hôm nay Ngài tiếp tục trang bị lời của Ngài cho chúng con, đưa chúng con vào trong nước của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì tình yêu và sự chọn lựa của Ngài. Chúng con không nhìn vào chúng con để cho rằng chúng con xứng đáng điều này điều kia trước sự ban cho của Ngài. Nhưng con nhận biết một điều rằng chúng con là con cái của Ngài. Và trước khi chúng con được sinh ra trên đất này thì tên của chúng con đã được ghi trong sổ của Chúa. Và ngày hôm nay đây, chúng con được gọi Ngài là Cha là bởi vì chúng con là con cái của Ngài và Ngài đã yêu thương chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa đầu tư nước của Ngài trên chúng con và sử dụng chúng con như công cụ có ích trong nhà của Ngài, khiến chúng con sống làm sáng danh Chúa trên đất này. Và chúng con được đồng cai trị với Đấng Christ trên đất này và trong cõi đời đời. Cầu xin Thiên Linh ngày sức dầu cho lòng của mỗi người chúng con. Chỉ Chúa chạm đến tâm trí của mỗi người chúng con và khiến cho tâm trí chúng con được đổi mới. Để khi chúng con nghe được lời của Đức Chúa Trời thì cả thân, hồn và linh đều amen với lời của Chúa và hiểu được lời của Ngài. Và xin Chúa là Đấng đã từng phán rằng sau những ngày đó Ngài sẽ để luật pháp của Ngài vào trong lòng chúng con và ghi tạc nơi trí khôn. Và Ngài sẽ khiến chúng con nhận biết các lời của Ngài và chúng con là con cái của Ngài và Ngài là Cha của chúng con. Lạy Chúa, xin làm ứng nghiệm lời của Ngài cho chúng con thế giờ có cần này. Thì Chúa giảng dạy, thì Chúa ban ơn, thì Chúa chúc phước và sức dầu cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tới bài thứ 43 trong giáo ước của Đức Chúa Trời là với Gia-cốp. Kinh Thánh nền tảng là Sáng Thế Ký đoạn 35 từ câu 6 đến câu số 11. Tôi xin đọc. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên thuộc về xứ Canaan. Người lập tại đó một bàn thờ đặt tên chỗ này là En-Bê-tên vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc rẻ bộp. Nhân đó người ta gọi là cây Alon-Bakut. Khi ở xứ Phadan Aram đến, Đức Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Trời lại phán rằng ta là Đức Trời toàn năng, ngươi hãy sanh sản thêm nhiều, một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà ra, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Chúng ta được học từ bài trước rằng nhờ sự làm sạch khỏi mình các vật ô uế cùng các vật thuộc về thần tượng của thế gian này mà Gia-cốp đã đưa toàn bộ gia đình của mình cùng những người đi theo mình thoát khỏi các cuộc truy đuổi của các thành chung quanh vùng Si-chem. Và Gia-cốp đã tiếp tục đi xuống phía nam để đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho, đó là Bê-tên. Chúng ta biết rằng trong tất cả các cuộc hành trình, dù là đường sông, đường bộ hay là đường hàng không, người ta đều cần đến hướng đi. Và người ta đã sử dụng một dụng cụ để tìm hướng đi, đó là địa bàn, để chỉ cho mình biết cái hướng mình đi đến cho chính xác. Trong các cuộc cách mạng về văn hóa hay là khoa học hoặc chính trị, người ta luôn sử dụng một danh từ để nói đến mục tiêu của hướng đi, người ta gọi đó là kim chỉ nam. Mặc dù người ta luôn tìm ra hướng bắc, cũng như địa bàn luôn chỉ hướng bắc để tìm hướng bắc, nhưng mà hướng nam luôn luôn là điều người ta tìm đến, để từ đó người ta biết rằng mình phải đi hướng nào cho chính xác đến nơi mình định đến. Trong nơi thánh của đền tạm, nơi duy nhất có sự sáng phát ra để giúp cho cơ thể tới đấy nhận biết được các vật ở trong nơi thánh đó, và nhờ sự sáng đó mà họ có thể làm việc trong đền tạm cách chính xác được. Và cái hướng đó là hướng nam, nơi có chân đèn bảy ngọn tại nơi đó. Và ở trong nơi thánh này chỉ có một nơi có sự sáng phát ra, đó là hướng nam, nơi chân đèn bảy ngọn phát sáng ra. Hướng nam trong tiếng Hebrew có nghĩa là trở nên thẳng, trở nên xứng đáng, nắm giữ cánh tay phải, phải, đúng, tốt, xứng đáng, đó là hướng nam. Chúng ta biết rằng nhờ sự sáng mà chúng ta có thể tận dụng được khả năng sức lực của mình. Nếu chúng ta không có sự sáng, chúng ta ở trong tối tăm, sức lực chúng ta có cũng không có tác dụng nữa.
Bởi vì chúng ta không biết làm sao để tận dụng cái khả năng sức lực của mình để có thể làm việc được cho chính xác trong bóng tối. Và bởi vì không có sự sáng thì mọi công việc chúng ta làm ra sẽ trở thành xấu, không đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo được chất lượng, bởi vì không có sự sáng. Cho nên nhờ sự sáng của Chúa mà chúng ta có thể biết hầu về Chúa như thế nào cho đúng. Trong tất cả mọi công việc của loài người, nếu không có ánh sáng, không có sự sáng dẫn dẫn thì mọi công việc người ta làm sẽ trở nên sai chật và hư hỏng đi. Mặc dù có thể người ta đã lên được chương trình, nhưng mà vì không có sự sáng nữa, người ta không biết đường nào mà có thể lắp ráp được hoặc là thực hành được nữa. Trên cái đường theo Chúa Giêsu của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có sự sáng của Chúa soi dẫn thì cho dù chúng ta có Kinh Thánh trong tay chúng ta, chúng ta cũng không hiểu được sự mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không phán rằng chúng ta thuộc Kinh Thánh chúng ta sẽ được giải phóng, mà Chúa nói khi nào chúng ta biết được lẽ thật thì sẽ nhờ quyền phép của lẽ thật mà khiến chúng ta được giải phóng. Trở lại bài, Gia-cốp tiếp tục đi xuống phía nam, tức là tiếp tục đi về hướng của thành Jerusalem. Và Gia-cốp đang bước về nơi mà Đức Trời đã kêu gọi và người đến đó để sống và định cư theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Từ Sichem, Gia-cốp đi đến một nơi gọi là Luzer, nơi này cách thành Sichem khoảng 100 km, và Luzer cũng cách thành Jerusalem khoảng 100 km về phía bắc. Luzer trong tiếng Hebrew có nghĩa là cây hạnh. Cây hạnh là một loại cây được ra hoa sớm nhất và đầu của tháng riêng ở trong vùng Trung Đông này, nên người ta gọi cây đó là cây tỉnh thức. Một hạnh nhân đặc biệt có cái hình giống như cái hình của cái viên kim cương, và được lời Chúa sử dụng hình bóng của cái hột hạnh nhân này để nói đến cái đài hoa ở trong cái chân đèn bảy ngọn, được chép ở trong sách Xuất Ý Ký đoạn 25 câu 33 này: trong 6 nhánh đứt ra từ trên chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Đó vì sự tỉnh thức. Trước khi chúng ta tìm hiểu sự mầu nhiệm của các sự kiện được chép trong bài học ngày hôm nay, trong Sáng Thế Ký đoạn 35 từ câu 6 đến câu 11, chúng ta hãy điểm lại ý nghĩa mầu nhiệm về chặng đường mà Gia-cốp đã trải qua kể từ khi người rời khỏi La-ban, kể từ khi La-ban đã đuổi theo người và gặp người tại Galet. Galet trong tiếng Hebrew có nghĩa là danh sách, là cuộn sách, là văn kiện, tìm lý do, tìm duyên cớ, sự tin cậy, sự giao phó, sự ủy thác, sự tắm mình trong đó, nơi súc vật tắm. Và trong văn tự có nghĩa là đống đá làm bằng chứng. Đó là từ Galet. Tại Galet, La-ban đã gặp được Gia-cốp và họ đã lập một giao ước với nhau và dùng cái đống đá đó để làm chứng cho giao ước họ đã lập. Điều này mang ý thuộc linh về Đức Chúa Trời chuyển giao trách nhiệm của Ngài cho những kẻ thuộc về Ngài, và Ngài nhắc nhở những người thuộc về Ngài phải làm chứng cho luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho người chúng ta bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu, bày tỏ bổn tánh, bày tỏ sự cai trị, bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời đối với loài người, làm cho loài người và dành cho loài người. Và Chúa muốn chúng ta phải làm chứng cái điều này ra cho muôn dân trên đất này một cách đầy đủ. Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chứa đựng tất cả mọi sự về đường đi, nước bước, kế hoạch, trong đó ghi chép tất cả mọi lý do, mọi duyên cớ cùng mọi sự gia phó ủy thác của Đức Trời cho những người được lời Chúa gọi là con trai của Đức Trời chí cao. Lời Chúa chính là nơi mà những người được lời Chúa gọi là chiên của đồng của Ngài sẽ được nương cậy trong lời Chúa, dùng lời Chúa làm nơi yên nghỉ của mình, làm nơi đồng cỏ xanh tươi cho mình, là mé nước bình tĩnh cho mình, và là nơi mà chúng ta có lương thực để nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta. Bằng chứng cho mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời đều được ghi chép rõ trong Kinh Thánh, và đó chính là đống đá làm chứng là Galet, và làm chứng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với lại người chúng ta. Ngày nay có rất nhiều người nói Đức Chúa Trời là yêu thương, nhưng họ không thể bày tỏ sự yêu thương Đức Chúa Trời cách chính xác ra cho loài người. Chúng ta nhớ lại chuyện ba người bạn của Job đã cố gắng nói với Đức Trời nhưng không chính xác, không đúng, và cơn giận của Chúa nổi lên trên họ. Như vậy Chúa muốn chúng ta hiểu tình yêu Đức Trời một cách chính xác. Ngài không muốn chúng ta chỉ nói đến tình yêu của Đức Trời qua sự nhân từ, sự thương xót mà thôi. Chúa muốn chúng ta nói rõ tình yêu của Ngài, hiểu rõ tình yêu của Ngài qua sự công bình, sự thánh khiết, sự nghiêm minh, sự không tay vị của Ngài. Và Chúa muốn ta hiểu rõ điều đó để hầu việc Ngài được và nhận được sự thương xót thật của Ngài. Từ Galet, Gia-cốp tiến xuống phía nam và khi người tới được một nơi gọi là Phi-nê-ên. Và tại nơi này, Gia-cốp bắt đầu lo lắng vì Gia-cốp biết rõ người anh của mình là Ê-sau như thế nào.
Nên Gia-cốp quên đi giao ước Đức Chúa Trời đã hứa bảo vệ mình. Và tại đây Gia-cốp sử dụng sự khôn khéo của xác thịt mình để đối phó với anh của mình. Người tính toán đưa tất cả các tài vật đi phía trước, còn mình thì trốn lên phía sau, để nhỡ như anh mình có nổi giận thì mình có thể cứu được mạng sống của mình. Đức Trời nhìn rõ được điều này, nên chính vào lúc mà Gia-cốp quên đi giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với người và sử dụng sự khôn ngoan của xác thịt mình để đối phó, thì Đức Trời đã cho Gia-cốp một cơ hội để nhận biết được quyền năng của Ngài. Phi-ni-em trong tiếng Hebrew có nghĩa là đối diện với Đức Chúa Trời, đối diện với sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời. Trong đêm đó Gia-cốp vật lộn với thiên sứ, trong đêm đó Gia-cốp vật lộn với quyền phép của Đức Chúa Trời. Và khi Gia-cốp đối diện với quyền phép Đức Chúa Trời, Gia-cốp nói như thế nào? Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Linh hồn của Gia-cốp lúc này được giải cứu khỏi cái gì? Khỏi sự yếu đuối của xác thịt. Trong cái lúc mà Gia-cốp quên đi giao ước đó, thì Đức Trời đã cho Gia-cốp một cái cơ hội được đối diện với quyền phép của Ngài. Và Gia-cốp nói rằng linh hồn người đã được giải cứu ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 30. Và từ Phi-ni-ên này Gia-cốp đi tới Sukkot, và tại đây Gia-cốp đã xây cho mình một cái nhà để ở. Sukkot trong tiếng Hebrew có nghĩa là lều trại. Còn chữ nhà ở trong câu này trong tiếng Hebrew là thân thể của con người, nơi cư ngụ tạm thời, nơi trú ẩn, nơi bảo vệ người hay là súc vật, là ngôi nhà, là lều trại. Sukkot mang hình bóng về lời Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Và trong lễ thờ tục linh thì lời Chúa chính là nơi mà chúng ta xây dựng cuộc đời của mình. Có nhiều người lấy cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia, hình ảnh này, hình ảnh kia để xây dựng cuộc đời của mình. Có người thì dùng lấy hình ảnh là mình phải là ca sĩ để xây dựng cuộc đời của mình trở thành ca sĩ. Có người muốn xây dựng cuộc đời của mình trở thành một người kỹ sư nông nghiệp. Có người muốn xây dựng cuộc đời của mình thành một người giáo viên, và người ta đeo đuổi tất cả điều đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tất cả đều xây dựng cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đều là con cái của Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Trời không có kỹ sư, vì Ngài là đấng tạo dựng. Ngài không muốn tất cả mọi người chúng ta phải lo về vấn đề kỹ sư. Ngài muốn tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, vì Ngài là tất cả. Chúa không muốn chúng ta làm công việc gì của Ngài, mà Chúa muốn chúng ta làm con cái của Ngài để hưởng tất cả mọi sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và bởi đó Chúa muốn chúng ta sử dụng lời của Đức Chúa Trời để biến đổi cuộc đời của mình từ một người trong thế gian này trở thành một người con cái của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay không phải là phấn đấu để được danh vọng này, danh vọng kia, vì danh vọng đó mọi người có thể tìm được. Nhưng mà mọi người lại không có thể tìm được nếu như không có Đức Chúa Jesus Christ. Nếu một người không tiếp nhận Chúa Jesus Christ, người đó không thể nào có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhờ Chúa Jesus Christ mà chúng ta được quyền phép hợp pháp trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì mục tiêu chúng ta ngày hôm nay là phải dùng lời của Chúa để xây dựng cuộc đời của mình trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nào bây giờ chúng ta thấy một điều này. Để trở nên một vị kỹ sư, người đó phải học về kỹ thuật, học về văn hóa, học về toán lý hóa cùng các thứ để mà phát triển cái kiến thức của mình để đạt được tiêu chuẩn một kỹ sư hoặc là kiến trúc sư, công trình nọ công trình kia, tùy theo cái điều người ta muốn đấy. Nhưng mà người ta phải trau dồi kiến thức cho mình. Thế còn chúng ta lấy gì để trau dồi mình để khiến mình trở nên tiêu chuẩn là con cái Đức Chúa Trời? Lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán ta phải làm gì mới là con cái của Chúa, chúng ta phải làm theo. Và bởi cái đó chúng ta gọi là lời Chúa trở thành nhà của chúng ta, Sukkot. Là nhà của chúng ta. Vì chúng ta chỉ có một thời kỳ để xây dựng nhà thôi. Khi qua đời hết xây dựng. Khi chúng ta còn có lời hứa cho sự nghỉ Chúa, phải lo sợ, phải xây cho xong nhà trước khi cơn bão đến. Ngày nay có thấy cơn bão đến gần, bắt đầu mới đua nhau đi chống bão. Không thể chống được. Sukkot mang hình bóng cho lời Đức Chúa Trời, là nơi mà chúng ta sử dụng mọi lời của Chúa Trời đã trở thành vật liệu để xây nên cuộc đời của chúng ta. Và thân thể chúng ta vốn là nhà tạm cho tâm linh chúng ta dùng để sống trong khi chúng ta còn sống tạm trên đất này. Áp dụng cho lẽ thật này nghĩa là khi chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời, tức là khi Gia-cốp đối diện Đức Chúa Trời tại Phi-ni-ên, tức khi chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời, là khi Ngài động chạm đến thân thể của chúng ta biết nhận biết quả thật có Đức Chúa Trời rồi. Còn xưa kia thì có hội thánh, biết được mục sư, biết kinh thánh, nhưng chưa biết Đức Chúa Trời. Cho đến khi được đối diện với Chúa, Ngài động chạm đến thân thể chúng ta biết rằng Gia-cốp vật lộn với thiên sứ, đúng hơn nào? Mình nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời rồi. Ở Phi-ni-ên cũng có thể như vậy. Khi nào chúng ta được Chúa động chạm thần tượng chúng ta, bắt đầu nói tiếng mới, chúng ta được chữa lành, chúng ta được bình an, chúng ta bắt đầu nhận biết được quyền năng siêu nhiên Chúa động chạm chúng ta, bấy giờ chúng ta kinh nghiệm điều này không phải bởi đức tin nữa, mà là gì? Thực tế Chúa động chạm đến chính chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bước tới bước cao hơn nữa,
là hành động sử dụng lời Đức Chúa Trời để xây dựng lại cuộc đời của mình. Bắt đầu tập nói theo lời của Đức Chúa Trời, tập sống theo lời Đức Chúa Trời, tập cầu nguyện theo lời Đức Chúa Trời. Từ xứ Cốt, Gia-cốp tiếp tục đi đến Sichem, và người đã đóng trại tại trước thành này. Đặc biệt tại đây, Gia-cốp đã dùng 100 miếng bạc để mua miếng đất từ cha của Sichem. Cha của Sichem tên là Hemo. Hemo trong tiếng Hebrew có nghĩa là con lửa, làm dậy men, làm cho sôi sục, làm cho được kích thích, làm cho nóng cháy, là ánh sáng rực rỡ, là sự phát sáng, là sự nóng rực. Hemo là người Hevit, và chữ Hevit này có nguồn gốc trong tiếng Hebrew có nghĩa là ban sự sống cho, tặng sự sống cho. Qua các bài trước chúng ta biết rằng Hemo là hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh, và Sichem là con một của Hemo, hình bóng cho Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Chúa Trời. Sichem trong tiếng Hebrew có nghĩa là cái vai, cái lưng, đỉnh núi. Sichem là nơi, hay còn gọi là thời điểm của mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa đó, chúng ta sẽ phải đối diện, đó là gánh vác thập tự giá, gánh vác luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên vai chúng ta. Và chúng ta cũng phải bày tỏ sự sáng ra, tại vì cái đỉnh núi là nơi đỉnh cao để người ta có thể nhìn thấy, để là mục tiêu. Chúng ta biết rằng người đời chúng ta đi thường thường là dùng các mục tiêu từ phía xa người ta có thể nhìn thấy để mà làm hướng đi. Ngọn cây nếu ở đồng bằng, hoặc là cái tòa nhà là cao ở trong thành phố, hoặc là núi cao, đỉnh núi cao nào để làm mục tiêu. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy. Sichem là cái nơi, là thời điểm mà chúng ta phải đối diện để vác thập tự giá cho cuộc đời của chúng ta và bày tỏ sự sáng của Chúa cho muôn dân. Tại thời điểm này, chúng ta bắt đầu nhận biết được tầm quan trọng của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta biết công bố lời từ trong lòng của mình để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Jesus Christ. Nhưng không phải là tất cả mọi người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa của cuộc đời mình thì đều biết sử dụng đức tin cách đầy đủ để tiếp nhận sự cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã làm xong trong Chúa Jesus Christ con một ngày. Không phải tất cả người nào đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ kêu Ngài là Chúa thì đều biết sử dụng đức tin để tiếp nhận sự cứu chuộc trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ. Lời Chúa chép Gia-cốp dùng 100 miếng bạc để mua miếng đất của Hemo, cha của Sichem, để dựng cho mình một ngôi nhà tại đây. Chính hình bóng cho chúng ta ngày hôm nay sẽ sử dụng đức tin cách đầy đủ để tiếp nhận sự cứu chuộc trọn vẹn trên đời sống của chúng ta, đặc biệt là thân thể của chúng ta. Con số 100 có nghĩa là con số đầy đủ về trách nhiệm, 10 lần 10. Số 10 là số trách nhiệm, nhưng 10 lần 10 là 100 là con số trách nhiệm cách trọn vẹn, đầy đủ. 100 có nghĩa là con số đầy đủ của trách nhiệm trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ban Chúa Jesus Christ cho nhân loại để làm giá cứu chuộc người chúng ta, Đức Chúa đã làm xong phần trách nhiệm của Ngài đối với con cái của Ngài, tức là loài người chúng ta. Còn về phần loài người chúng ta thì phải thi hành đức tin của mình cách đầy đủ, cách trọn vẹn, không phải chỉ cầu nguyện bằng lời để tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa Jesus mà thôi, mà phải hành động bằng đức tin, hành động mỗi ngày cho đến khi chúng ta được trở vào thiên đàng. Nhiều người đã nghĩ rằng khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ một lần thôi là xong rồi, và Chúa sẽ tự động làm mọi sự cho họ. Vì Chúa là yêu thương, vì Ngài là đấng biết tất cả mọi sự. Điều này đã xảy ra ngay từ hội thánh ban đầu, khi được thành lập tại thành Jerusalem vào năm 32 sau nguyên, kể từ ngày lễ ngũ tuần năm đó. Và hội thánh của Chúa đã bận rộn trong sự phát triển, nên người ta đã dường như quên đi cái lẽ thật cứu chuộc về thân thể chúng ta ra khỏi sự tù xa của luật pháp. Đức Thánh Linh đã biết rõ điều này. Từ trong hàng ngũ của các tôi tớ Chúa, Đức Thánh Linh đã biệt riêng ra một người là sứ đồ Phao-lô để Ngài bày tỏ lẽ thật mầu nhiệm này, để giảng ra, để nhắc nhở, để dạy cho hội thánh của Chúa. Vào năm 49 sau công nguyên, trong dịp về họp hội đồng hội thánh tại thành Jerusalem, Phao-lô đã bày tỏ lẽ thật về sự cứu chuộc thân thể chúng ta ra khỏi sự đồ giả của luật pháp, và lá thư đầu tiên này được gửi cho hội thánh tại thành Galati. Trong sách Galati đoạn 3 câu 13-14 chép về Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự đồ giả của luật pháp, bởi Ngài đã đến sự đồ giả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được giải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Và tiếp tục vào năm 57 sau công nguyên, Phao-lô bày tỏ lẽ thật này qua thư gửi cho hội thánh tại thành Roma. Trong lá thư này Phao-lô viết: vì chúng ta biết rằng
muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Roma đoạn 8 câu 22-24. Trong hai lá thư trên, Phaolô nhắc lại cho hội thánh của Chúa nhớ lại điều Đức Chúa đã làm xong trong Chúa Jesus Christ. Ông nhắc lại, ông giảng ra, ông có ý trách là chúng ta đã thấy rồi, sao còn trông làm chi? Vì hội thánh của Chúa đang trông đợi sự cứu chuộc thân thể mình. Ai là những người có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh? Không phải là người thường, không phải là người mới tin Chúa, mà là người đã được ban cho Đức Thánh Linh rồi, vẫn còn đang trông đợi sự cứu chuộc và cơn giận của Chúa đến trên họ. Khi nào chúng ta cần được nhắc lại? Hay là khi chúng ta quên, hoặc là không biết đến cái điều mình đã được dạy cho? Hội thánh của Chúa quên, họ chỉ nói đến sự cứu chuộc linh hồn mà thôi, mà bỏ qua cái nhà tạm mình rất cần trên đất này. Họ quên sự cứu chuộc thân thể chúng ta, mà chính Chúa Jesus đã dùng thân thể của Ngài chịu đau đớn, chịu tổn thương để chuộc thân thể chúng ta ra khỏi sự rủa của luật pháp. Chúng ta biết rằng bất cứ điều gì để có thể cứu chuộc chúng ta lại cho Đức Trời một cách trọn vẹn thì Đức Trời đã làm xong rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là rằng những điều đó sẽ tự động đặt trên chúng ta, áp đặt trên chúng ta và tự động đến trên chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải lấy đức tin mà dành điều đó lại cho mình. Kinh Thánh chép chúng ta phải lấy đức tin mà dành điều đó lại cho mình. Tại sao phải dành? Tại vì quyền lực của ma quỷ là kẻ lừa dối. Nó có quyền năng siêu nhiên để khiến người ta bị nghi ngờ hoặc vô tín. Chúng ta biết rằng gì? Dân Israel vì cái màn che, cái sự kiêu ngạo về cái điều họ có luật pháp của Môi-se trở thành cái màn che khiến họ không nhận ra là thật, không nhận ra Đấng Christ, không nhận ra Đức Thánh Linh nữa. Nếu chúng ta không lấy đức tin để tiếp nhận được sự cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời, ấy không phải là chúng ta bị thiệt thòi đâu, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là bị thiệt thòi, bởi vì chúng ta là sáng nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ như thế nào khi một cái đám đất chúng ta bị người khác ăn chặn mất một phần nào đó để chúng ta không xây dựng nhà đấy, chúng ta sẽ thưa kiện phải không nào? Chúng ta không thể chấp nhận được điều đó bởi vì nó là sự trộm cướp. Vậy thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta không lấy đức tin để dành cho tất cả mọi sự cứu chuộc trọn vẹn Chúa ban cho chúng ta đó, chính chúng ta cướp đi phước hạnh của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là sáng nghiệp của Ngài, vì sự vui vẻ của Đức Chúa Trời ở nơi con cái loài người, sự vui vẻ của Chúa ở trên chúng ta. Ngài rất vui khi chúng ta vui mừng mình ăn phước hạnh, trong khi Chúa làm xong tất cả mọi sự để chúng ta có bình an phước hạnh rồi mà chúng ta còn ngồi sầu đau buồn khổ, cơn giận của Ngài sẽ trên chúng ta bởi vì chúng ta không có đức tin vào điều Ngài đã làm cho chúng ta rồi. Hebrew đoạn 4 câu 1 câu 7 chép này: vậy đang khi còn có lời hứa cho sự nghỉ Chúa hay lo sợ, kẻo cho chúng ta quay bị trừ đã chăng, vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy được tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự nghỉ ta. Do vậy công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế, vì luận vào ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự nghỉ ta. Như vậy vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu có người nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Chữ cứng lòng ở đây, chữ cứng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là bướng bỉnh, không chịu chấp nhận sự dạy, sửa dạy, ương ngạnh, khó bảo. Còn chữ lòng ở đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự suy nghĩ, ý tưởng của tâm trí. Sự bảo thủ, sự kiêu ngạo, đó là sự cứng lòng. Có nhiều người thích người ta thương mình, có người thích làm bệnh viện để người ta đến thăm viếng mình. Đừng nghĩ rằng chúng ta tin Chúa rồi, cứ tối ngày bệnh tật nghèo khổ xin xỏ mà Chúa sẽ thương đâu. Không, Chúa ghét luôn. Bởi vì điều gì có thể làm cho con cái Ngài được giàu có thịnh vượng thì Ngài đã làm xong rồi. Chính Chúa Giêsu, Ngài là vua một vua, Chúa một Chúa, Ngài tự mình làm đến nghèo để có thể đến thế gian này xâm nhập chúng ta, dạy chúng ta, chỉ ta biết cái giàu của Đức Trời để ta nhận lấy cái giàu có. Nếu ta từ chối sự giàu có thì đừng xin. Nếu chúng ta từ chối sự giàu có của Đức Trời thì đừng cầu xin Chúa ban cho điều gì nữa. Tại sao chúng ta phải xin khi chúng ta đã có giấy cho? Chúa ban cho mọi ơn, tại sao còn xin? Phaolô là gì? Chúng ta thấy rồi sao còn trông làm chi nữa? Lấy đức tin mà tiếp nhận chứ. Còn nếu không
đến là sự cứng lòng. Bởi vì sao? Ương ngại, khó bảo, không chịu tiếp nhận sự rửa dạy của tâm trí xác thịt. Chúa không vui khi chúng ta nghèo khổ. Giacôb bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của Hemo cha Sichem, bà Kinchem vừa dần chết. Có nghĩa là, và người tức là Giacôb mua lấy một miếng đất của đồng ruộng từ tay của các con cháu của Hemo cha của Sichem, là nơi người đã dựng trại cho mình, với giá bằng 100 đồng tiền. Đây là một câu tuyệt vời mầu nhiệm, quý vị. Giacôb đến đóng trại trước rồi mới dùng tiền mua cái đám đất đó. Chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ trước. Chúng ta công nhận Ngài là Chúa chúng ta, và chúng ta công nhận chúng ta là con của Ngài, và chúng ta đến hội thánh của Chúa, ở trên hội thánh của Chúa có Kinh Thánh rồi. Và bây giờ Giacôb nhìn thấy cái đám đất mình đang cắm trại đó là tốt, bỏ 100 miếng bạc ra mua để thuộc về mình. Có nhiều người ngày hôm nay không làm điều này, sống nhờ không à. Bỏ 100 miếng bạc ra là trách nhiệm của chúng ta, phải công bố rằng tụi con cảm tạ Chúa vì đây là lời của Ngài ban cho con. 100 miếng bạc đó là đức tin của tôi trong sự trọn vẹn, trong trách nhiệm của tôi là nhận lấy cuốn Kinh Thánh này là của tôi, và là miếng đất của tôi. Tôi sẽ sống bởi cái lời này, tôi sẽ không lìa bỏ nó. 100 miếng bạc mua bên đám đất đó từ tay của con cháu Hemo, không nói mua trực tiếp từ Hemo mà con cháu của Hemo. Chúng ta nhờ các tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhờ các con cái của Đức Chúa Trời mà nhận biết được đây là Kinh Thánh và đây là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận, chúng ta mua. Trách nhiệm là gì? Tôi nhận lấy dành cho tôi 100 miếng bạc để mua miếng đất này. Chúng ta biết rằng là mua có nghĩa là thuộc về mình, đúng không? Mua tức là thuộc về mình rồi. Ngày nay người ta không biết là thuộc về mình, vẫn xin Chúa chữa lành thân thể con. Thân thể chúng ta vốn từ đất mà ra, Chúa đã chuộc chúng ta lại rồi, nhưng mà chúng ta phải lấy đức tin một cách trọn vẹn đầy đủ để nhận lấy tất cả điều gì mà Ngài đã chuộc lại cho chúng ta. 100 miếng bạc, chữ bạc đây nói về sự cứu chuộc. Bạc đấy nói về cái màu của xác chết. Chữ bạc trong tiếng Hebrew là gì? Cái màu của xác chết sau khi huyết đã chảy hết. 100 miếng bạc là chúng ta phải lấy đức tin đầy đủ, dùng lời Chúa hứa đây tiếp nhận lấy cho mình và chuộc lại thân thể của chúng ta thuộc về chúng ta. Bởi vì nếu đám đất không thuộc về chúng ta, chúng ta không thể cắm trại cho nó được. Ai sẽ ở trên cái trại đó? Giacôb. Ai sẽ ở trong cái nhà bằng xác thịt này? Tâm linh chúng ta. Như vậy Chúa nói chúng ta rằng chúng ta phải lấy đức tin của con Đức Chúa Trời mà tiếp nhận cái sự cứu chuộc thân thể chúng ta lại cho chúng ta. 100 miếng bạc đây nói hình bóng rằng đức tin ta hoàn toàn trọn vẹn vào lời Chúa để nhận lấy cái thân thể này vốn là đất chúng ta đây, hầu cho chúng ta được ở yên nghỉ trên cái đám đất đó. Vì nếu không mua chuộc lại cho mình thì đám đất đó vẫn thuộc về sở hữu của người khác và nó có thể đuổi chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi đám đất đó thuộc về mình rồi thì là cái nhà của mình trên đó, cái lều của là đền tạm nữa, thì người có thể ở trong đền tạm đó. Cũng có thể như vậy, nếu thân thể này không được chuộc lại ra khỏi sự xử phạt của luật pháp thì ai sẽ ở trên cái thân thể này? Ma quỷ. Các linh sẽ ở trên thân thể của chúng ta, và làm sao chúng ta có thể thờ phượng Chúa được khi ma quỷ còn ở trên thân thể chúng ta, ám ngữ chúng ta. Chứ lều trại đây có nghĩa là đền tạm, nhà tạm nữa. Do đó chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã chuộc chúng ta lại, và chúng ta lấy đức tin trọn vẹn đầy đủ để tiếp nhận thân thể chúng ta lại cho chúng ta. Tiếp theo sự việc ở Sichem, Giacôb đi tiếp xuống phía nam để tới Bê-tên, và người đã dừng chân lại Luzer. Điều này cho ta thấy rằng cho dù chúng ta đã tiếp nhận sự cứu rỗi linh hồn chúng ta trong danh Chúa Jesus Christ, cho dù chúng ta đã bước theo đức tin của con Đức Chúa Trời để tiếp nhận thân thể chúng ta ra khỏi sự giật của luật pháp, có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn tiếp nhận được tất cả một sự cứu chuộc trọn vẹn trên cuộc đời chúng ta rồi, thì điều đó chưa phải đã xong hoàn toàn đâu, mà chúng ta còn phải tỉnh thức, cảnh giác, bởi vì chúng ta còn sống trong thời đại xác thịt này, nó còn có khả năng xa ngã nữa, nên chúng ta phải tỉnh thức để gìn giữ. Luzer có nghĩa là tỉnh thức. Chính vì khi chúng ta đã thuộc về mình rồi phải tỉnh thức chứ. Nào, khi quý vị mà chưa mua được ngôi nhà dành cho mình đó, quý vị có phải thức ngày đêm để canh chừng ngôi nhà đó không? Không, chẳng ai thức canh nhà người khác. Nhưng khi cái nhà đã thuộc về mình rồi thì mình phải canh gác nó, phải không nào? Mình được cứu chuộc rồi, mình nhận lại cho mình rồi, mình phải tỉnh thức để canh giữ, kẻo kẻ trộm nó vào nữa. Luzer là sự tỉnh thức. Chính vào cái thời điểm này,
là lúc mà Gia-cốp đã mua được đám đất cho chính mình rồi, đã dựng trại cho nó rồi, người tiếp tục bước tới cao hơn là tới Lucifer, là bước tới cái mức độ cao hơn là sự tỉnh thức thuộc linh. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến 13 chép: và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài hãy mang lên mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Phía đầu thứ nhất đoạn 5 câu 8 chép: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nó đi rình mò là bởi vì nó bị đuổi ra rồi, nó không còn là trong chúng ta nữa. Nếu ở trong chín nó cần gì phải rình mò nữa, bởi vì nó bị đuổi ra ngoài nên nó rình mò. Và vì chúng ta đang đánh trận lấy kẻ thù nghịch ở bên ngoài rình mò chúng ta, nó dùng mưu kế để tấn công chúng ta, vậy chúng ta phải tỉnh thức. Đây nói về khi chúng ta được chiêu chuộc trọn vẹn rồi, chính chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải đánh trận. Vì có nhiều người đã tin Chúa nhưng ngộ nhận rằng một khi chúng ta tin Chúa rồi thì ma quỷ không thể làm gì chúng ta được nữa. Hoặc là chúng ta đã thực hiện ân điển rồi, không phải làm cho luật pháp nữa, vì điều gì chúng ta không làm được thì Chúa đã đến làm rồi. Nếu quả thật Chúa Giêsu đến để làm xong mọi sự thay cho chúng ta rồi, thì tại sao Chúa Giêsu lại phải cảnh báo cho hết thảy các môn đồ của Ngài cũng như cho chúng ta ngày hôm nay rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Chúa không nói rằng để tránh khỏi sự tấn công của ma quỷ, mà tránh khỏi các tai nạn. Tai nạn đến bởi cái gì? Bởi sự vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì tai nạn sẽ xảy đến thôi. Chúa không nói là tỉnh thức vì cớ ma quỷ, Chúa ấy tỉnh thức vì cớ xác thịt đã yếu đuối và thoát khỏi sự cám dỗ. Chúa nói là thân thể xác thịt chúng ta còn sống ngày nào thì nó còn có khả năng sa ngã trước mọi sự cám dỗ, vậy phải tỉnh thức. Chúa nói ai tỉnh thức? Xác thịt à? Không, tâm linh của chúng ta phải tỉnh thức. Chúa đang nói với những kẻ được chuộc bởi huyết của Ngài phải tỉnh thức, kẻ sẽ chết trở lại. Vì khi chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và khi thánh linh của Chúa ngự trên chúng ta, thì quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự tối tăm sẽ ngày đêm rình mò tìm đủ mọi cách để hủy diệt chúng ta. Chúng sẽ cám dỗ chúng ta để chúng ta sa ngã vào tội lỗi, hoặc lừa dối chúng ta để chúng ta không tiếp nhận lẽ thật của Chúa, để chúng ta trở nên yếu, để nó có thể lừa dối được mà tiêu diệt chúng ta. Ma quỷ không thể trực tiếp tấn công tâm linh chúng ta được, vì chỉ có một mình thánh linh là chủ tâm linh chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng có thể trói buộc tâm linh chúng ta nếu như nó có thể lừa được xác thịt chúng ta, khiến chúng ta phạm tội trong xác thịt, thì bây giờ tâm linh chúng ta sẽ bị trói buộc. Chính vì sự yếu đuối của xác thịt chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đồ của Ngài thì hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa không phê phán tâm linh chúng ta, nhưng Chúa cho chúng ta biết rằng là tâm linh ta rất muốn làm công việc của Đức Chúa Cha, nhưng mà xác thịt yếu đuối. Vậy hãy tỉnh thức để xác thịt này khỏi xa vào chưa cám dỗ, tức là cái âm mưu cám dỗ của ma quỷ đối với xác thịt chúng ta. Chúng ta vừa điểm qua các bước đi của Gia-cốp, cái hành trình này theo sự dẫn dắt của Đức Trời, và đó là hình bóng tâm linh chúng ta từng bước một khi chúng ta được nhận lời Chúa, bước theo Chúa, đối diện với Chúa, được Chúa đồng chạm, cho đến khi chúng ta bắt đầu xây dựng cuộc đời chúng ta theo Chúa như thế nào. Trở lại sáng thế ký đoạn 35 câu 7: người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chỗ này là En-bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. En-bê-tên trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Chúa Trời của Bê-tên, hay là Đức Chúa Trời của nhà Đức Chúa Trời. Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Chưa xem, đây là nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của nhà Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời là chủ của lời Ngài. Bê-tên, hay khi mà đến được cái nơi này thì đặt một nơi bàn thờ, mà bàn thờ đó chúng ta biết rằng là dâng cái gì nhỉ? Dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Và bàn thờ đó làm thế nào để tạo dựng được? Lấy đá, phải không nào? Bàn thờ ngày xưa là dùng đá để xây, thì ngày hôm nay cũng vậy. Chúa dạy chúng ta dùng lời của Ngài để xây nên hôn miệng ta thành cái bàn thờ. Xây bằng cái nào? Dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào, công bố như thế nào. Hôn miệng ta là bàn thờ dâng của lễ. Và tại đây chúng ta gọi là, đây là lời của Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời là chủ của lời này. Ví dụ như ai hỏi ta là anh cầm cái gì đấy, là đây của Kinh Thánh. Kinh Thánh của ai? Dạ là lời của Đức Chúa Trời. Hay là Đức Chúa Trời là chủ của cuốn sách này.
Chữ lập ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là xây dựng, tạo dựng, sửa chữa lại, sinh sản con cái, là chữ burner, nói về chữ vầng đá. Tại đây cũng như với Jacob, chúng ta bắt đầu thiết lập cho cuộc đời của chúng ta một cái sự học cầu nguyện, học cách nói, học cách công bố lời Đức Trời trên môi miệng chúng ta, và môi miệng chúng ta là bàn thờ dâng của lễ thuộc linh cho Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể hiểu rõ được ý nghĩa lẽ thật của chữ lập trong tiếng Hebrew, chữ lập đây gồm chữ xây dựng, tạo dựng, sửa chữa lại, sinh sản con cái. Nếu chúng ta xem ý nghĩa của chữ lập này trong tiếng Hebrew nghĩ như thế nào, chúng ta đến với lời của Chúa trong sách Jeremy đoạn 1 câu 42 chép như thế này: có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi, hãy xem ngày nay ta đã lập ngươi lên trên các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy chi? Tôi thưa rằng: tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức, giữ lời ta đặng làm trọn. Chúa ban cho các tiên tri của Ngài quyền như thế nào nhỉ? Hoặc xây, hoặc dựng, hoặc phá, hoặc đổ. Chúa ban cho ta có quyền của người, có uy quyền trong danh Chúa để nói lời Đức Chúa Trời. Mọi lời chúng ta nói ra có uy quyền, hoặc để xây dựng, hoặc để phá đổ, hoặc để chữa lành, hoặc để tiêu diệt. Chúa Giêsu đã đến và ban chìa khóa nước thiên đàng của Ngài cho các tôi tớ của Ngài, cũng như Đức Trời đã ban quyền như Ngài đã ban cho tiên tri Giê-rê-mi cho các tôi tớ của Ngài nữa. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 19 chép: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Trong danh của Chúa Giêsu mà chúng ta nói bất cứ điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ căn cứ theo ý nghĩa của lời chúng ta đã nói ra khỏi miệng đó mà Ngài làm cho được ứng nghiệm. Vì Đức Chúa Trời chúng ta không hề thay đổi, điều chi Chúa đã phán thì ngày hôm nay vẫn còn giá trị trên cuộc đời chúng ta. Dân Số Ký đoạn 14 câu 28 chép: hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng: ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe miệng các ngươi nói. Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 chép: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Với ý nghĩa của chữ lập ở trong chữ sửa chữa lại thì mọi lời chúng ta nói ra trong danh Chúa Giê-xu sẽ mấy ưu quyền của sự tạo dựng, hay là sự sửa chữa, hoặc là chữa lành, hoặc là bảo vệ, như lời Chúa đã chép về chúng ta ở trong Ê-sai 58 câu 12 gì: những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Ngươi sẽ là lập lại các nền của nhiều đời trước. Cựu ước là nền từ nhiều đời trước, từ trước, từ khi mà trời đã dựng lên muôn vật trên đất này, và Ngài đã cho phép chép xuống để mỗi xe truyền lại cho ông ta ngày hôm nay. Nhưng người ta phá đổ đó bằng các sự vô tín, một sự thiếu biết. Và Chúa nói chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Lập lại các nền của nhiều đời trước. Đừng để bất cứ người nào phản đối chúng ta mà chúng ta nhụt chí đi. Không, vì lời Chúa chép chúng ta là những kẻ lập lại các nền của nhiều đời trước. Và tiếp tục, chúng ta sẽ được xưng là kẻ tu bổ sự hư hoại, kẻ sửa đường lại cho người ở, để dẫn Israel ra khỏi Ê-tô để vào đất hứa Canaan, là hình bóng cho Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta ra khỏi hệ thống của thế gian này, để đưa chúng ta trở về thiên đàng với Ngài. Và con đường đó người ta đã khiến nó bị hư hỏng bây giờ, và Chúa khiến chúng ta ngày hôm nay hiểu được cái nền này và sửa lại đường cho người ta, uốn lại cho người ta. Vì chúng ta uốn là chúng ta uốn, ai nhận thì nó được uốn, ai không nhận thì bị phế bỏ. Vì ý nghĩa của chữ lập trong sự sanh sản con cái, Chúa Giêsu đã ra nhiệm vụ cho các môn đồ của Ngài cũng như cho ông ta ngày hôm nay là gì nhỉ? Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Và bạn để em Fly Bible chép như thế này: go then and make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Có nghĩa là gì?
hãy đi và khiến môn dân trở nên môn đồ ta, báp têm họ vào trong uy quyền và bổn tánh của Đức Chúa Cha, và trong uy quyền và bổn tánh của Con một Ngài, và vào trong uy quyền bổn tánh của Đức Thánh Linh. Căn cứ theo các bước mà chúng ta đã được học qua cuộc hành trình của Gia-cốp là người mang hình bóng cho cuộc đời chúng ta, từ những bước đầu tiên chúng ta theo Chúa trước khi chúng ta được tái sanh, trước khi chúng ta được mang lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, mà thời kỳ Gia-cốp chưa được hoàn toàn mang lấy tên mới cho mình là Israel, là hình bóng cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng không phải là ngay khi chúng ta mới tin Chúa thì chúng ta có thể sử dụng môi miệng của mình để công bố lời Đức Trời cách thành công. Mặc dù chúng ta đều đã kinh nghiệm được khi chúng ta nói trong danh Chúa, cầu nguyện hay là công bố, chúng ta có tiếp nhận được một số quyền phép trên đời sống chúng ta, như được chữa lành, nhận ơn của Chúa. Nhưng mà thực tế ra, căn cứ theo lời của Chúa cho chúng ta thấy thì lúc đó cuộc đời chúng ta chưa thực sự là đền thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta nói bất cứ điều gì mà lòng chúng ta muốn để đạt được điều này điều kia cho cuộc đời chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa hoàn toàn đầu phục Chúa, và thân thể của chúng ta chưa là đền thờ Đức Chúa Trời, và Thánh Linh chưa ngự trên chúng ta được. Nhưng mà Chúa tiếp tục dùng lời của Ngài để tu bổ chúng ta, khiến cuộc đời chúng ta trở nên trọn vẹn thành một cái đền thờ để Ngài có thể ngự vào được. Cho đến khi chúng ta đã từng trải được qua các sự thử thách mà Chúa đã cho chúng ta kinh nghiệm được sự cai trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta đã mang một số bông trái của nước Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Thánh Linh cách rõ ràng trên cuộc đời của chúng ta, ảnh hưởng trực tiếp trên cuộc sống của chúng ta, thì bây giờ cũng như đối với Gia-cốp đã tới được Sichem, rồi tới được Lu-sơ, chúng ta mới thực sự ý nghiệm được, ý thức được việc lập bàn thờ dân của lễ Chúa Đức Trời là quan trọng. Rất nhiều người trong chúng ta ngồi đây đã từng kinh nghiệm được làm tín đồ trong nhà thờ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm được là nếu chúng ta không xây dựng thân thể chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta không xây dựng mỗi miệng chúng ta trở thành bàn thờ dân của lễ, thì chúng ta không nhận được gì của nước Đức Chúa Trời. Vì trong tất cả mọi sự trong dân Israel, họ chỉ nhận được sự tha thứ, họ chỉ nhận được sự phước hạnh sau khi họ đã dâng của lễ cho Đức Chúa Trời theo đúng luật. Thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta không xưng Chúa ra, nếu không bố lời của Chúa ra, chúng ta không nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta bước vào đến thời kỳ này thì bây giờ Đức Thánh Linh sẽ hành động trên cuộc đời của chúng ta và dẫn chúng ta đến bước cao hơn trong sự dẫn dắt của Ngài. Đó là Ngài sẽ khiến chúng ta hiểu được lời của Đức Trời cách cao hơn, không phải trong văn tự nữa mà trong lẽ thật, là sự giấu kín từ cái đời thượng cổ mà ngày nay Ngài bày tỏ cho chúng ta. Sáng thế ký đoạn 35 câu 8 chép: khi đó Deborah, mộ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc rẻ bộp, nhân đó người ta gọi là cây Alon Bakut. Trải suốt kinh thánh từ sách Sáng thế ký đoạn 1 cho tới hết đoạn 34, chúng ta chưa hề được nghe đến danh từ mộ vú, và tên của mộ vú của Rebecca chúng ta cũng chẳng biết tên người là gì, cho đến bà ngày hôm nay chúng ta mới biết rằng có bà vú của Rebecca và tên người là Deborah. Deborah trong tiếng Hebrew là con ong mật. Chúng ta biết rằng Đức Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Trời lạ lùng, và cách bày tỏ của Ngài cũng lạ lùng nữa, cách dạy dỗ của Ngài cũng lạ lùng nữa, và Đức Trời rất là vui lòng khi chúng ta sẵn sàng hiểu sự lạ lùng của Đức Chúa Trời. Vì biết Ngài đứng lạ lùng nên khi nhận được gì lạ lùng là biết rằng Chúa đang muốn cho chúng ta một sự bí mật đây. Đối với chúng tôi là những người lính đi trong chiến trường, có những cái rất xù xì, không đẹp đẽ thì là lời cái thích của chúng tôi. Ví dụ khi chúng tôi đi vào một cái bản kia mà bị phá hủy rồi đấy, chúng tôi tìm cái cây đậu leo. Cái cây đậu leo thì cái thân chỗ nào mà nó thẳng ấy thì nó trở nên vô dụng đối với chúng tôi. Như cái chỗ nào cái thân của cây đậu leo nó xù xì đó lại rất thích, bởi vì sao? Ở trong đó có con sâu. Con sâu nó ở trong cái xù xì này, và chúng tôi tách cái xù xì ra lấy con sâu như con nhộng ấy. Béo lắm, ngậy lắm. Cái gì trong Kinh Thánh cảm thấy vô lý thì đấy là sự lạ lùng mà Đức Trời bày tỏ cho chúng ta. Để chúng ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm này, chúng ta cần chú ý tới chức vụ công việc của bà vú. Bà vú đây là nói về người có khả năng cung cấp sữa của chính mình để nuôi con cho người chủ, là người đã mướn mình. Deborah là người vú của Rebecca, tức là người đã dùng sữa của mình để nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc Rebecca từ khi mới sinh ra cho đến khi Rebecca không còn bú nữa. Thì bây giờ công việc của bà vú đây là gì? Lo tắm rửa, thay quần áo, chăm sóc, dạy dỗ cho đến khi nó trưởng thành lớn lên.
Chúng ta nhớ là chuyện Isaac khi người thôi bú, Abraham vui mừng mà mở một bữa tiệc lớn. Là chúng ta thấy đi, Đức Chúa rất vui mừng khi người ta không ăn sữa nữa mà ăn đồ cứng. Khi người ta ăn đồ cứng là gì? Nói tiếng mới. Đức tin trưởng thành rồi, ăn đồ cứng là cái điều mà ngày xưa người ta không thích. Vì ngày nay có rất nhiều người nói tiếng mới là một cái cực hình đối với họ, vì khó gặm nó giống như ăn xương vậy đấy. Vì khó nên họ không thích. Nhưng mà Chúa rất vui mừng khi người ta không ăn sữa nữa mà bước tới cao hơn, ăn thịt, ăn đồ cứng. Thì ở đây cũng vậy. Nếu chức vụ của người quản gia trong gia đình rất quan trọng để quản trị các công việc về nhân lực, sắp xếp công việc thay cho người chủ quan trọng thế nào, thì nghề vú cũng có tầm quan trọng như vậy trong lĩnh vực nuôi dưỡng dạy dỗ con trẻ ở trong nhà của người chủ thế đó. Qua các bài giáo ước của Đức Chúa Trời với Isaac, chúng ta được biết rằng Rebecca là người đại diện cho hội thánh của Đấng Christ, và Isaac là người đại diện hình bóng cho Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta khi nhận biết được điều này thì chúng ta tìm hiểu xem người vú của Rebecca là người giúp đỡ nuôi nấng chăm sóc hội thánh của Đấng Christ lúc sơ khai là ai. Bất cứ một tổ chức nào khi họ mới thành lập, người ta đều cần những cái bậc có kinh nghiệm để làm cố vấn, hoặc là luật sư, hoặc là kiến trúc sư, hoặc là bác sĩ, tùy theo ngành nghề mà người ta muốn được xây dựng đó. Người ta sẽ cần những người có kinh nghiệm, bậc lão thành hơn để làm cố vấn cho mình, giúp đỡ cho mình. Vì chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về sự giúp đỡ của Đức Trời đối với hội thánh của Ngài. Đức Trời dùng lời của Ngài để dẫn chúng ta đến với con một Ngài. Galati đoạn 3 câu 24 chép: ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Đức Chúa Trời dùng con một Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để dẫn chúng ta đến với Ngài là Đức Thánh Linh. Phi-líp thứ nhất đoạn 3 câu 18 chép: và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, như về phần linh hồn thì được sống. Chúa Giêsu chính là lời của Đức Chúa Trời, và chính Chúa Giêsu đã dẫn chúng ta đến với Đức Thánh Linh, chính Ngài dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Khi Ngài làm xong công việc của người dẫn đường, làm xong công việc của người nuôi dưỡng các môn đồ đầu tiên của Ngài, là những bông trái đầu tiên của nước Đức Chúa Trời, thì bây giờ Chúa Giêsu, người vú của hội thánh, phải ra đi để hội thánh của Ngài nhận được sự dạy dỗ, nhận lấy được sự trang bị lớn hơn, mạnh hơn cho sự phát triển nước Chúa trên đất này. Giăng đoạn 16 câu 5 đến câu 7 chép: hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu, nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Giờ vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu đến để nuôi dạy, gây dựng, sanh ra hội thánh của Ngài, nuôi dưỡng bước đầu tiên. Nhưng mà vì tâm trí xác thịt của các môn đồ chưa thể hiểu được, chưa thể ăn đồ cứng được, vì nếu Ngài còn ở lại đó thì họ còn bú vú của Ngài, họ chưa thể tăng trưởng được, nên chúng ta phải đi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu Ngài không đi thì thật là thật không đến. Mà mục đích tối thượng là chúng ta phải vào trong được lẽ thật. Mục đích tối thượng chúng ta là được nhờ lẽ thật của Chúa để chúng ta được trưởng thành, có tâm thức vóc dạc trọn vẹn như Đấng đã gây dựng nên mình. Và bởi cái đó Ngài phải đi. Người vú sẽ nuôi dưỡng các con trẻ bằng sữa, cho nên thời kỳ con trẻ lớn lên thôi ăn sữa thì bây giờ công việc người vú coi như đã hoàn thành. Và công việc nuôi dưỡng con trẻ thôi sữa đó sẽ được chuyển giao cho người khác chăm sóc, với một thực đơn khác đi, ăn uống khác đi, dạy dỗ khác đi. Chúa Giêsu đã cho môn đồ của Ngài biết rằng vì trí hiểu của họ chưa thể hiểu được cái sự mầu nhiệm, cũng như là họ chưa, tức là nếu Ngài còn ở lại thì họ chỉ được ăn đến đó mà thôi. Nhưng mà nếu Ngài đi, họ sẽ được tăng trưởng lớn hơn, vì sẽ có một Đấng khác nuôi dưỡng họ, thức ăn cao hơn, tốt hơn. Chúa Giêsu phải trở về với Đức Chúa Cha, và công việc dẫn dắt hội thánh với các thực phẩm thuộc linh cao cấp hơn, đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của hội thánh trong giai đoạn cuối cùng này, sẽ được chuyển giao cho Đức Thánh Linh là thần lẽ thật.
Giăng đoạn 16 câu 12 đến 15 chép: ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần đã thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi đã thật, vì Ngài không nói từ mình, nhưng nói về điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho ngươi vậy. Bà vú của Rebecca tên là Deborah trong tiếng Hebrew, có nghĩa là con ong mật. Chữ con ong mật này ra từ một chữ có nghĩa là sự sắp xếp, sự sửa soạn để nói, để trả lời, để chọn lựa, để chỉ định, để cảm thông, để công bố, để ban cho, để phá hủy, để nhắc lại, để hứa hẹn, để chinh phục, để dạy bảo, để làm việc, để sử dụng. Chúa Giêsu đến dạy dỗ dân sự của Chúa, để giúp các môn đồ Ngài như con ong mật cần mẫn vậy, làm theo đúng nguyên tắc để sắp xếp sửa soạn chức vụ của các môn đồ. Cho nên khi làm xong điều đó, Chúa nói ta đi để săn sẵn cho ngươi một chỗ. Ngài đi để săn sẵn một cái nơi xứng đáng cho các môn đồ của Ngài. Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban nước của Ngài cho các môn đồ là trung thành với Ngài trong mọi sự thử thách của Ngài, để được đồng ngôi cai trị với Ngài. Đức Chúa Trời đã săn sẵn Chúa Giêsu Christ để nuôi dưỡng và thành lập hội thánh của Ngài trên đất này, nhưng để dẫn dắt hội thánh của Chúa cho sự tăng trưởng có thẩm thức phóc giặc trọn vẹn, thì công việc đó được giao cho Đức Thánh Linh đảm trách. Sáng đến kinh đoạn 35 câu 8 chép: khi đó Deborah mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc rẻ bọp, nhân đó người ta gọi là cây Alon Bakut. Chưa qua đời ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là chết, bị giết chết, bị giết chết như bị phạt, bị đưa đến chỗ phải chết, bị giết một cách vội vã. Đức Trời giấu tất cả sự mưu nhiệm này ở trong đã thờ Ngài. Chúa Giêsu phải chết, không phải Ngài muốn chết. Ngài bị giết một cách vội vã, người ta tìm cách giết Ngài càng nhanh càng tốt trước ngày lễ vượt qua. Ngài bị bức đến chỗ phải chết, qua đời. Chữ dưới thành này trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là căn bản, vì lợi ích của ai, mang đến cái nặng cho ai, thay thế cho ai, sự hạ mình tột đỉnh. Cây Alon Bakut trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là cây rẻ của sự than khóc. Trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá để chịu chết trên đó, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ chịu chết để hội thánh của Ngài được xây dựng lên, để lập lên. Chúa phán này: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa phủ chẳng thắng được hội đó. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Chữ lập ở trong câu này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là xây dựng, kiến trúc, xác nhận, phê chuẩn, làm cho vững chắc, làm cho được củng cố. Hội thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng trên vầng đá nền tảng, đó là luật pháp Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu là hình bóng, là đá góc nhà. Cho nên Phi-e-rơ, ngươi là Phi-e-rơ, ngươi là viên đá nhỏ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Chúa đã nói về hội thánh của Chúa, vì tiêu chuẩn hội thánh của Chúa phải được xây dựng bằng các viên đá. Chúng ta biết rằng đá đẽo ra từ các tảng đá lớn trên núi đó phải được tay người thợ đẽo nó. Ai là người sẽ là trở thành thợ xây? Người đó biết đẽo đá. Mục sư thật, tôi tớ thật của Đức Trời phải biết dùng lời của Đức Trời có quyền phép để tỉa gọt những người mà Chúa đem đến để họ trở nên khuôn mẫu giống như tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Thì người đó xây dựng hội thánh của Chúa. Còn bằng chẳng, người đó chỉ là tín đồ của hội thánh chứ không phải là gì, là viên đá để Chúa xây dựng hội thánh của Ngài. Họ là người tin có hội thánh và bước theo đó thôi, họ chưa phải là môn đồ của Đấng Christ. Chúa Giêsu đã chỉ vì chính Ngài là vầng đá, là tiếng Hy Lạp là Petra, được dùng để làm nền tảng cho hội thánh của Chúa được xây dựng trên đó. Chúa Giêsu là lời của Đức Trời, chính là vầng đá lớn được Đức Trời dùng để lập lên quyền phép của Ngài và làm nền tảng để xây dựng hội thánh của Chúa. Ê-sai đoạn 28 câu 16 chép: vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, là nền bền vững, ai tin sẽ chẳng gập rút. Đá đã thử nghiệm, Chúa Giê-xu là đá, Ngài đã được thử nghiệm. Thử nghiệm bằng cách gì? Thử thách trong đồng vắng 40 ngày 40 đêm. Được thử thách qua tất cả mọi sự trong chức vụ của Chúa Giê-xu và lên thập tự giá. Và Ngài không biến chất. Tất cả ý muốn của Đức Trời đều được ứng nghiệm trên Ngài, được hoàn thành trên Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8 chép: vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc
nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, là điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nơi người ta chôn Chúa Giêsu không phải là chân thành Jerusalem, mà là ngay gần nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh tại đồi Golgotha. Giăng đoạn 19 câu 41-42 chết: và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai, ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ở gần đó. Người vú của Rebecca được chôn dưới gốc cây rẻ bộp dưới thành Bê-tên, và người ta đã gọi cây đó là cây của sự than khóc, cây Alon Bakut. Vậy cây rẻ bộp Alon Bakut này nói về điều gì thuộc linh? Cây rẻ bộp hay còn được gọi là cây sồi, là loại cây thuộc loại quý ở vùng Trung Đông, vì chất gỗ cứng, mịn, bóng chắc chắn, được dùng làm cột trụ cho các đền thờ, lăng tẩm, trên các việc xây dựng cơ sở lớn, quan trọng như là cung điện, đền thờ, đóng tàu, thuyền. Chúng ta biết rằng dân Do Thái có một số biểu tượng. Biểu tượng của dân Do Thái là cây vả. Biểu tượng tôn giáo của Do Thái là cây olive. Còn dân Israel có một cái biểu tượng Kinh Thánh chép đó là gì? Cây rẻ bộp. Nếu chúng ta đọc kỹ trong sách Ê-xê-chiên đoạn 27, đặc biệt từ câu 6 đến câu 9, chúng ta thấy là Chúa của trách dân Israel vì cớ họ giống như cây rẻ bộp bị người ta lợi dụng để xây điều này xây điều kia làm thương mại vậy. Đức Trời gọi dân Israel là cây mà Ngài ưa thích, bởi vì cây rẻ này ngoài cây si tim ra không còn nữa, ngoài cây gô phe để đóng tàu xưa kia ra, thì dân Israel là biểu tượng của cây rẻ bộp, là cây mà Đức Trời được cho phép trồng ở vùng Basan hoặc là cái vùng núi ở vùng Palestine để xây dựng nhà cửa. Tất cả mọi sự xây dựng trong đền thờ đều dùng gỗ xê đa hoặc là gỗ cây rẻ bộp này. Khi dân Giu-đa nộp Chúa Giê-xu cho người La Mã để giết Ngài, người ta thương khóc về sự chết của Ngài. Khi Chúa vác thập tự giá đi, có nhiều đường gần bà đã khóc cho Ngài, thương khóc Ngài. Chúa phán như thế nào? Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính các ngươi và về con cái các ngươi. Luca đoạn 23 từ 27-28. Cây rẻ bộp đây nói về Israel. Cây rẻ bộp Israel này đã trở nên cây rẻ của sự than khóc, bởi vì nó đã chối bỏ Chúa của mình và giết Ngài. Cây rẻ bộp Israel còn than khóc nữa cho đến khi Chúa Giêsu lấy lại quyền đại vinh từ trên trời giáng xuống, và người ta sẽ nhìn thấy cái dấu đinh ở trên tay Ngài. Họ đấm ngực than khóc, họ còn than khóc cho đến đó nữa. Ngày nay họ tiếp tục than khóc, than khóc bởi vì bị đánh bom, bị khủng bố, bị giết, bị bắn. Họ tiếp tục than khóc bởi vì chính họ đã chối bỏ đấng đến để cứu chuộc mình. Khải huyền đoạn 1 câu 7 chép: kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian đều sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Sáng thế ký đoạn 35 câu 9-12 chép: khi ở xứ Phadan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ còn chẳng gọi là Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên cho người là Israel. Đức Trời lại phán rằng: ta là Đức Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều, một dân cho đến nhiều dân sẽ do nơi ngươi mà ra, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh cho đến ngày lễ Ngũ Tuần năm 32 sau Công Nguyên, Đức Thánh Linh đã được ban xuống cho Hội Thánh của Chúa tại thành Jerusalem. Các môn đồ của Chúa đang kiêng ăn cầu nguyện tại phòng cao đều nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Hết thảy đều nhận được quyền phép của Đức Chúa Trời trên mình. Và kể từ đó, người ta bắt đầu nhìn vào các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ một con mắt khác. Và đến một kỳ kia, người ta không còn gọi họ là những người Giu-đa bình thường nữa, mà gọi là các cơ đốc nhân, cơ đệ tiên, là các môn đồ của Đức Christ. Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 21-26 trên: tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều, tiếng đồn thấu tai Hội Thánh Jerusalem. Bề họ bèn sai Baraba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn của Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khiên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa.
vì Ba-la-ba thật là người lành, đầy dây thánh linh của và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Ba-la-ba đi đến thành Tarsơ để tìm Sau-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch, chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-đê-tiên. Cơ-đê-tiên chính là chữ Christian trong tiếng Anh, và trong tiếng này Hy Lạp có nghĩa là môn đồ của đấng chịu sức dầu, môn đồ của đấng Christ. Đức Chúa Trời đã thăm viếng những người được chọn bởi Đức Chúa Jesus Christ, và kể từ đó họ được gọi với uy quyền mới và bổn tánh mới, họ theo danh mới, không gọi theo danh của xác thịt nữa, nhưng gọi theo tên trong nước Đức Chúa Trời. Kể từ đó các môn đồ của đấng Christ được Đức Trời nhận theo người bề trong, chứ không theo cách nhìn của là người xác thịt nữa. Trước mặt Đức Chúa Trời, các môn đồ của Đức được gọi là tuyển dân của nước Đức Chúa Trời, và được gọi là dân thánh, dân thầy tế lễ nhà vua. Tôi nhắc lại điều mà chúng ta vừa mới được đọc đó, thì Chúa đã phán một lời tiên tri với Gia-cốp, và điều đó được ứng nghiệm cho chúng ta ngày hôm nay. Tức là một dân sẽ ra từ ngươi và nhiều dân sẽ ra từ ngươi. Và ngày hôm nay chúng ta xem cái điều này được ứng nghiệm cho chúng ta như thế nào. Thì chúng ta xem chứ, một dân và nhiều dân đây trong tiếng Hebrew nghĩ ra sao? Một dân tộc đây chính là một dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời, không phải là dân tộc sanh bởi xác thịt được gọi là Israel, như là sanh ra theo tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Roma đoạn 2 câu 28 đến 29 chép: vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Phía đầu thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 10 chép: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Chúa nói là một dân sẽ ra từ người. Chứ dân đây không nói về dân Israel trong thuộc thể, mà là dân Israel trong thuộc linh, trong nước Đức Chúa Trời. Phi nói rất rõ, khi xưa anh em không phải là một dân, mà bây giờ được gọi là một dân. Bây giờ được gọi là dân thánh, dân thầy tế lễ nhà vua. Lời tiên tri của Đức Trời báo trước rằng một dân tộc sẽ được sanh ra thành dân Israel trong lẽ thật, chứ không phải là như dân Israel trong xác thịt. Dân tộc này sẽ ra từ khắp mọi dân tộc trên thế gian này, là những người tin nhận Chúa Jesus Christ và xưng Ngài là Chúa của mình và gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình. Ô-sê đoạn 2 câu 21-23 chép: Đức Chúa Giê-hô-va phán rằng, trong ngày đó ta sẽ trả lời cho các tầng trời sẽ trả lời cho đất, đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu, và ba thứ này sẽ trả lời cho wheat grain. Đoạn ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, và sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng, ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Một dân ra từ Gia-cốp đây là một dân ra từ thân thể xác thịt này, là dân thuộc linh, là con người bề trong ta, xưng Đức Trời là Cha của mình. Dân tộc này bao gồm những người nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa Jesus Christ, còn một Đức Trời, họ bước theo Ngài, trở thành bầy chiên, mà Đức Chúa Jesus Christ là đấng chăn chiên duy nhất cho bầy này. Chúa Jesus đã phán ở trong giang đoạn 10 câu 14 đến 16 này: ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Đó là một dân, là một bầy mà Chúa đã nói. Chúa Jesus đã cầu nguyện cho cái dân tộc thuộc về Ngài sẽ được sanh ra tiếp theo chức vụ của Ngài qua chức vụ của các môn đồ của Ngài. Chúa cầu nguyện trong răng 17 câu 20-21 rằng: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Gọi dân tộc này ra từ Israel. Lúc này Chúa nói với Gia-cốp là ra từ Israel, vì lúc này Chúa đặt tên lại cho Israel, ta đặt tên cho Gia-cốp thành Israel rồi. Như vậy gọi dân tộc này ra từ Israel là vì Chúa Giê-xu của chúng ta ra từ chi phái Giu-đa, là một trong 12 chi phái của Israel. Và từ Đức Chúa Jesus Christ mà một dân tộc được sinh ra trong danh của Ngài, là đấng có quyền phép của vua trí cao, là Đức Chúa Trời.
và Chúa Giêsu là đấng cai trị như Đức Chúa Trời, chính Ngài là Israel thật. Bởi vì Israel có nghĩa là gì? Là người gì? Cai trị như vua, người có quyền phép của con vua, mà Chúa Giêsu chính là Israel thật, và từ Ngài mà ra một dân tộc được gọi là Israel. Chứ một dân ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là người ta, một dân tộc, mà thường được dùng để chỉ một dân tộc không phải là người Hebrew. Trong tiếng Hebrew, cái chữ dân tộc này, một dân này không nói về dân Hebrew, mà nói về một dân tộc không phải là dân tộc Hebrew. Chúa đã phán cho chúng ta, cảm ơn Chúa điều đó. Bây giờ chúng ta đến một từ nữa là nhiều dân. Một dân cho đến nhiều dân sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Chứ nhiều dân đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là một tổ hợp các dân tộc hợp lại. Chứ tổ hợp đây hay là nhiều dân đây cũng sẽ từ Israel mà ra. Chúng ta thấy lạ lùng không? Chứ nhiều ở trong câu này có nghĩa là sự hội họp của một nhóm người có mục đích rõ ràng, một nhóm người liên kết lại với nhau, hoặc vì ý đồ chiến tranh, hoặc vì mục đích tôn giáo, hoặc một sự thành lập một tổ chức. Đấy là chữ nhiều. Chữ nhiều dân thì chữ nhiều là như vậy. Trong thế gian có hai thứ trái ngược nhau là sự sáng và sự tối tăm. Thì trên đất này cũng có hai thứ dân. Một dân là tin Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời, và một dân thứ hai nữa là không tin Đức Chúa Trời và không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán điều này như sau ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 đến 36 chép: bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ ở trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta có kẻ thù nghịch mình là người nhà mình. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 30 chép: ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thôi hiểu với ta thì tan ra. Có hai loại dân rõ ràng, một dân thuộc về Chúa và một dân không thuộc về Chúa. Dân không thuộc về Chúa đó, mặc dù họ vốn là con cái Đức Trời nhưng đã chối bỏ Ngài, và dân đó không thuộc về Chúa nữa. Một tổ hợp các dân tộc không tin theo Chúa Jesus Christ được sinh ra từ Israel đây có ý nghĩa như thế nào? Không lẽ Israel lại sinh ra một tổ hợp dân tộc này ra sao? Một người kia bị nhọ mặt, nhưng anh ta không biết mình bị nhọ. Cho nên khi anh ta có cái gương soi mặt mình, anh ta mới phát hiện anh ta bị nhọ. Như vậy là gì? Cái gương sinh ra cái nhọ đó, hay là cái nhọ bởi chính anh ta làm ra? Như vậy vết nhọ đã được nhận ra bởi cái gương, nhưng phải là cái gương sinh ra cái nhọ đó. Chúng ta xem lời Chúa chép như thế nào. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp suy kiến, hành động trong chi thể chúng ta kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Vậy chúng ta nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói người chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Roma đoạn 7 câu 5 đến câu 7. Như vậy luật pháp không phải là tội lỗi, nhưng nhờ luật pháp mà chỉ cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp không sinh ra tội lỗi, nhưng mà chính người ta làm ra tội lỗi, mà bởi luật pháp mà biết công việc đó là tội lỗi. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài là sự sáng và là sự sống của loài người chúng ta, nhưng mà thế gian không tiếp nhận Ngài. Vì lời Chúa chép như thế này ở trong Giăng đoạn 3 câu 17 đến 21 chép: và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào đến làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Sáng thế ký đoạn 35 câu 11c này: cùng các vua sẽ do nơi mình người mà ra. Như vậy vừa rồi chúng ta mới biết rằng này, có một cái thứ dân sẽ ra từ Israel mà ra. Cái dân này không chấp nhận Đức Chúa Trời. Israel nói về Chúa Giêsu, Israel nói về con cái của Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta.
Nhưng mà khi nào thì cái dân này được sinh ra? Chúa Giêsu phán là khi ta chưa đến thì họ chưa có tội, nhưng khi ta đến thì họ không thể chối mình được. Khi sự sáng Chúa bật lên, đèn Chúa bật lên thì tất cả đều tối đen như nhau. Nhưng khi đèn bật lên thì chúng ta nhận biết chỗ nào là sạch, chỗ nào là dơ giấy. Như vậy bởi có Israel mà phân biệt ra ai là Israel thật của Đức Trời và ai là người không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa sanh ra là bởi chúng ta thấy là được nhận ra bởi Israel. Khi có cái thật chúng ta phân biệt cái giả. Khi chúng ta có Israel thật chúng ta nhận biết đâu là Israel thật và đâu là cái giả. Cùng các vua sẽ nơi mình ngươi mà ra. Tiếng Việt dùng nơi mình đây rất là khó hiểu. Với chữ mình chúng ta cổ đầu, từ cái cổ trở lên thì chúng ta nói cái đầu, mà từ cái vai xuống là được cái mình. Nhưng mà bản tiếng Anh chép như thế này: And kings shall become out of thy loin. Chữ nơi mình đây nguyên văn trong tiếng Hebrew là nơi thắt lưng ngươi mà được sanh ra. Các vua đây là ai và tại sao là từ thắt lưng của Israel mà ra? Chứ các vua đây trong tiếng Hebrew ra từ chữ Melak, gốc của nó là chữ Malak số 4427 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sự cai trị, là vương quyền được đưa lên ngôi vua, sự bổ nhiệm và hoàng gia của vua. Từ thắt lưng của Israel mà các vua được sinh ra. Từ lẽ thật mà chúng ta được sinh ra, được tái sanh và được cất nhắc để làm vua. Chúng ta không nói chúng ta là vua, nhưng mà chúng ta được đồng cai trị với vua muôn vua. Chúa hứa chúng ta như thế nào? Kẻ nào thắng, ta sẽ ngồi cho ngồi với ta trên ngôi ta. Ai sẽ ngồi trên ngôi? Vua. Chúa không bảo chúng ta là vua, nhưng mà Ngài là vua muôn vua. Nhưng Ngài nói rằng này, ai thắng sẽ được Ngài cho đến ngồi cùng với Ngài trên ngôi Ngài. Như vậy Chúa đưa chúng ta đến đồng với Ngài để cai trị. Lời Đức Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta là con của Đức Trời chí cao, và Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc chúng ta lại cho Đức Chúa Trời. Và Ngài hứa ban ngôi cai trị của Ngài cho bất cứ người nào làm môn đồ trung thành với Chúa trong mọi sự thử thách của Ngài. Và chính Chúa Giêsu, vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, sẽ đưa những người trung thành với Ngài lên ngôi đồng trị với Ngài trong nước của Ngài. Luca đoạn 22 câu 28 đến 30 chép: Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Chúa Giêsu ban cho bất cứ người nào trung thành với Ngài trong mọi sự thử thách của Ngài thì ngôi cao của Ngài. Không phải là Ngài nhường ngôi cho người đó, mà Ngài cho người đó được đồng ngồi ngôi với Ngài, cùng cai trị với Ngài. Nhưng ai sẽ là người trung thành với Chúa trong mọi sự thử thách của Ngài? Chắc chắn phải là người đã được tái sanh bởi quyền phép Thánh Linh và bởi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 8 câu 31-32 chép: Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng nếu ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chứ buông tha đây nó không đúng nghĩa, nó phải là gì? Giải phóng. Nếu chúng ta biết lẽ thật chúng ta sẽ được giải phóng. Giải phóng đây có nghĩa là gì? Giải phóng là một danh từ giải phóng người bị cầm tù, bị cầm buộc. Chúa nói về tâm linh chúng ta. Tâm linh chúng ta bị cầm buộc bởi tội lỗi của Adam. Và bởi tội lỗi của Adam mà xác thịt của chúng ta bị trói buộc, và con người bên trong không làm được công việc mà Đức Chúa Cha giao cho. Nhưng khi chúng ta biết là thật, chúng ta nhận lấy là thật của Chúa, và chúng ta được tăng trưởng lớn lên bởi quyền phép của thật đó, mà chúng ta đắc thắng được. Và chúng ta được giải phóng khỏi cái gì? Thứ nhất, khỏi giải phóng khỏi sự yếu đuối của xác thịt chúng ta. Thứ hai, chúng ta được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ, giải phóng chúng ta ra khỏi bất cứ một quyền lực của tội lỗi nào. Giăng là 1 câu 12 đến 13 chép: Nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Khi chúng ta tin Ngài, Chúa ban cho con người bên trong ta quyền hợp pháp trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban quyền phép của Ngài cho những đứa con trưởng thành của Ngài, để họ được đồng ngồi với Ngài cai trị trong nước của Ngài. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng ban sự vinh hiển của Ngài cho những người nào tin theo Chúa Giêsu cách trung thành. Roma đoạn 8 câu 16 đến 17 chép:
Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chư thắt lưng của Israel trình bóng về sức mạnh của lẽ thật, quyền phép của lẽ thật. Israel là con người bên trong, cái thắt lưng đấy nói về sự trang bị, nói về quyền phép của lẽ thật mà Đức Trời ban cho chúng ta trong lẽ thật của Ngài. Nhờ quyền phép của lẽ thật mà chúng ta được tái sanh, được nuôi dưỡng bởi lẽ thật của lời Chúa, mà chúng ta được trở nên gì nhỉ? Các thách đồ được trọn vẹn về công việc của các chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Từ thắt lưng của Israel mà các vua được ra, từ lẽ thật mà Đức Trời đã ban cho chúng ta qua Đức Chúa Christ, mà chúng ta được tái sanh, được trưởng thành, có tầm thước vóc dạc trọn vẹn để được đồng ngôi cai trị với Đấng Christ. Quyền phép của vua sẽ không phải chờ cho đến khi chúng ta về thiên đàng mới nhận được, mà được ngay từ bây giờ trên đất này chúng ta được nhận được quyền phép đó. Thầy Huyền đoạn 2 câu 26 đến 27 chép: kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khi nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Chúng ta phải về thiên đàng, bởi vì thiên đàng không còn nước nào trên đó để chúng ta phá bằng cây gậy sắt được, mà là ngay trên đất này Chúa ban cho ta quyền cai trị bằng một cây gậy sắt. Chúng ta biết là sắt đây nói một cái chất liệu rất là cứng, nói về quyền phép không thay đổi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và chúng ta sẽ phá tan các nước như đồ gốm bằng cái nào? Bằng sự công bố lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng buổi sáng nay khi chúng ta cầu nguyện chính Đức Chúa Trời xét xử, thì đó là cây gậy sắt chúng ta đã công bố ra, và các nước đó sẽ bị phá như đồ gốm vậy. Chúng ta khác nào như Ngài đã nhận quyền phép từ nơi cha Ngài. Thầy Huyền đoạn 3 có 21 chép: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Thắng đây là thắng cái gì? Sự thắng đây là kết quả của sự vượt qua được mọi sự cám dỗ, vượt qua được các sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra cho chúng ta để tôi luyện chúng ta có trung thành với Ngài hay không. Trong sự thử thách đó chúng ta mới biết rằng chúng ta yếu đuối, nhưng mà Chúa không bỏ chúng ta. Nhờ chúng ta qua thử thách đó mà biết rằng Ngài thành kính, Ngài yêu chúng ta. Vì trong thử thách đó Ngài không bỏ chúng ta một mình. Khi chúng ta biết trông cậy lên Ngài, Ngài giúp chúng ta vượt qua thử thách đó, và chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa hậu thuẫn chúng ta, và chúng ta là con cái của Ngài, mà Ngài không bỏ chúng ta, bây giờ chúng ta mới tin Ngài được và bước theo Ngài được. Thắng đây là vượt qua các sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra chúng ta, và phần thưởng Ngài đã ban cho đó là được hưởng đồng ngồi với Ngài để cai trị trong nước Ngài. Chúa Giêsu chuẩn bị tới để đón những kẻ thuộc về Ngài với nước của Ngài. Chúa Giêsu sẽ trở lại trên đất này trong sự vinh hiển cùng các thánh đồ, là những người đã được đồng ngồi cai trị với Ngài. Thầy Huyền đoạn 19 câu 11 đến 16 chép: bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà sẽ đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu Ngài nhiều mão chủ thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó và đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi Ngài và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Ở đây không nói vua của Ngài, không nói là Ngài là vua của các vua thế gian nữa. Bởi vì nếu như các vua thế gian công nhận Ngài là vua thì họ đã thuận phục Ngài. Mà trước các vua đây nói về những kẻ được Chúa ban cho đồng ngồi với Ngài trong cai trị. Ngài là vua của chúng ta.